Mày chưa biết mày va phải ai đâu tổ ạ. Bưa em. Bưa. Cái thằng dở đấy. Cứ đem cái giờ phút quan trọng mà chẳng thấy nó đâu anh ạ. Em thấy có vẻ như chú không biết ta xong lắm. Mà sao giờ này anh mới đến? Tèo nữa thì bọn em tèo rồi đấy. Thực ra thì anh đã cho đường giao thoát từ lâu rồi. Chỉ sửa cất một mẻ là xong. Ủa, anh xem tay thật à? Nhìn giống không? Đúng lắm. Nhưng phải làm vậy mới sẽ xâm nhập chứ. Đi về 8 ca là hết ngay thôi em. Thế mà em cứ tưởng. Thôi, về nhà được bữa nào. Dạ. Ăn một chiếc cơm mới. Thằng này khá phết nhỉ. Thằng này giỏi võ phết đấy đại ca. Thằng này mà về đội của mình cũng làm được việc đấy. Tìm nó về đây cho anh. Ok đại ca. Mẹ em ra viện chưa? Mẹ em ra được mấy ngày rồi. Bà về nhà rồi đấy nhưng mà vẫn căng lắm. Khó khăn gì thì nói với các anh. Chú có làm bừa đấy. Anh Tiến ơi là anh Tiến. Anh nghĩ gì đấy? Thằng bư em anh mà phải làm bừa à? Ở nhà mẹ, anh, Tổ luôn với em và Long như con chó trong nhà. Cái chuyện đấy không cần phải nói. Em biết mà anh. Ơ kìa, anh Tổ, nói gì đi chứ. Mà này, tình yêu tình báo đến đâu rồi? Ừ, cái thằng này sắp cưới đến nơi rồi. Trên đời này, anh muốn biết cái gì mà không biết được đâu. Mà chú đang nổi tiếng thế cơ mà. Có thằng vấn đề luôn đi. Đơn giản, hiện anh đang có 3 sòng bạc. Nếu chú không chê về đầu quân cho anh sẽ không để chú thiệt đâu. Tôi không làm đâu. Suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời. Yeah.
Tiền không phải là tất cả. Tôi có đói cũng không nhận những đồng tiền bẩn này của ông đâu. Đồng tiền bẩn à? Chú có biết chú đang đứng ở đâu không? Tôi luôn đứng về lẽ phải, và những việc làm sai trái của các ông chắc chắn sẽ có ngày bị tôi dập. Tôi nghĩ là ông nên quên cái ý định ấy đi. Chúng mày có tin chúng mày không bước vào cái nhà này không? Mày muốn chết à? Này, đừng nóng nhá. Có thằng kia nữa, ngày xưa phải đánh như chửa, hả? Nóng hỏng cái việc bây giờ. Mày chưa biết mày va phải ai đâu tổ ạ. Đại ca, bọn em mất dấu ông tổ rồi. Có việc còn con không làm được. Bay theo bao cơn gió đi về đâu, cùng đàn anh giờ đây vắng em, và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Hãy mang theo ân tình ngày nào, cùng ra đi cho anh nói câu biệt ly. Ân tình ta buồn trong giá băng,
chờ ai nữa em ơi cùng đàn nhạt phai. Bao đam mê có em trong ngày tháng, anh làm sao để vơi bớt nỗi buồn. Bố chia ly biết anh đã phải dành dụm lâu lắm mới có tiền để cưới em đấy. Anh giờ đây vắng em yêu ơi. Trước mày hổ báo thế cơ mà, sao mày như một con chó thế? Để cho mày tí động lực. Ừ,
Tổ! Anh Tổ! Ha ha ha.